Airbus, DJI Airbus anh em ạ. Đây là chiếc flycam mới ra mắt của DJI. Và hiện tại ở trên bàn đây là mình đang có 3 cái phiên bản khác nhau của cái con Airbus này. Bản đơn, bản combo tay thường và bản combo tay màn hình. Đêm đuôi S ở đằng sau thì đó chính là cái nâng cấp, sự nâng cấp bổ sung từ cái con DJI Airbus trước đây. Phiên bản đơn Airbus này thì mức giá bán ở thời điểm hiện tại mới ra mắt này là 25 triệu đồng. 25 triệu. Airbus phiên bản combo tay cầm thường, tức là tay cầm không màn hình đó, thì có mức giá là 30 triệu 600. Còn với Airbus phiên bản combo 3 pin tay cầm có màn hình là 34 triệu 600. Đó là mức giá bán hiện tại của ba cái con này anh em nhé. Như vậy thì các bạn thấy là với mức giá ở thời điểm hiện tại thì con Airbus này nó sẽ giá nó sẽ cao hơn với con Airbus một chút. Phiên bản Airbus hiện tại thì mức giá là 20 triệu đồng là bản đơn, còn với con này thì phiên bản đơn nó là 25 triệu, đấy nó sẽ nhiều hơn 5 triệu nhá. Và tương tự thì những phiên bản combo thì nó cũng sẽ cao hơn. DJI Airbus là một chiếc flycam mà nâng cấp từ Airbus thì chúng ta thấy là nó sẽ vẫn giữ nguyên cái thiết kế và cũng như là căn bản là giống đến 80%. Chỉ còn lại đâu đó là một vài những cái điểm nâng cấp để giúp nó hoàn thiện hơn một chút. Và mình nhấn mạnh đó là về cái phần quay chụp là nhiều. Mình sẽ unbox cái bản đơn này để cho các bạn cùng theo dõi ha. Và ở những video kế tiếp thì mình sẽ tiếp tục unbox những cái phiên bản combo khác để cho chúng ta cùng xem ha. Nó sẽ có in những cái thành phần ở đây. Ví dụ như phiên bản đơn này, nó sẽ có máy bay này, có pin này, có tay điều khiển. Và tay điều khiển ở cái con Airbus này là tay điều khiển DJI RC N3. Đấy, sử dụng tay N3. Ở cái con Airbus chỉ là thế hệ là N2 thôi. Chúng ta có cáp sạc, rồi cáp điện thoại, cánh dự phòng. Đó là phiên bản đơn, nó sẽ gồm những cái thành phần như vậy. Tiếp tục thì ở đây là cái hộp, mà đây là cái bản combo tay cầm thường. Thì trong cái bản này nó sẽ có những cái gì? Nó sẽ có là máy bay này. Nó có máy bay này, nó in hết ở cái chỗ phần này anh em này. Máy bay, rồi 3 viên pin nhá. 3 viên pin, tay cầm thường này, tay cầm không màn hình, DJI RC N3. Rồi là húp sạc 3 pin, rồi ba lô đựng này. Đó, cánh dự phòng, dây cáp sạc, rồi filter. Đó, có filter. Đó thì đây là phiên bản mà 30 triệu 600. Tiếp tục chúng ta sẽ đến cái phiên bản cao nhất. Đó là phiên bản combo và tay cầm có màn hình. Thì cái con này nó sẽ có là một máy bay này, ba pin pin này, tay cầm DJI RC2, tay cầm có màn hình. Tổng là 3 pin pin và nó có húp sạc này, ba lô đựng này, filter, các dây cáp và cánh dự phòng. Bản này thì có mức giá là 34 triệu 600. Nó sẽ nhiều hơn 4 triệu so với phiên bản là tay cầm không màn hình. Đó, đấy là hai bản combo. Đấy, như vậy thì lần này ra mắt của DJI với con Airbus thì anh em thấy là mức giá của nó thì nó cũng sẽ đã cao hơn con Airbus và cao hơn nhiều so với con Mini 4 Pro. Đó, và chúng ta sẽ lột siêu nó ra. Đó, các bạn kéo ra. Phiên bản đơn này mức giá 25 triệu là phiên bản thấp nhất của Airbus. Rồi, đó là hai thành phần và trong đây là hết rồi anh em. Đó là hộp đựng Airbus ha, bản đơn. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là đi tìm hiểu tới cái nhân vật chính con DJI Airbus. Rồi. Đã có một cái video mở hộp từ một người dùng có hàng sớm nhất ở bên Trung Quốc thì mình cũng đã úp video đấy cách đây mấy hôm. Còn hiện tại thì Việt Nam chúng ta thì chính thức là ngày hôm nay. Đó, hôm nay thì chính thức là mới được có hàng và hãng cũng sẽ công bố thông tin về sản phẩm này trên trang chủ DJI.com vào lúc 8 giờ tối đó thì các bạn theo dõi. Ok, đây là cái nhân vật chính của chúng ta thì nó sẽ chưa gắn cánh anh em ha. Đó, nó sẽ như thế này, nó là cái màu xám đen chứ không phải là xám trắng. Airbus. Rồi, đây là mặt dưới bụng này. Oh, nhìn rất là ok ha các bạn ha. Nhìn rất là thiết kế, nhìn rất là tinh xảo. Chúng ta cảm nhận thấy liền là cầm trên tay một chiếc flycam như thế này là chúng ta cảm giác là rất là chắc chắn và cũng như là cảm nhận thấy là nó rất là công nghệ. Đó, các bạn thấy là cái cụm bảo vệ camera này nhìn nó cũng rất là hoành tráng ha. Đó, nhìn rất là hầm hố này, nhô ra hẳn bên ngoài như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ phải tháo cái bảo vệ cam này ra. Trước mắt là các bạn sẽ bung cánh ra nhé. Mình sẽ bung cánh như thế này. Đó. Đó, bung cánh ra và tiếp đến thì chúng ta sẽ tháo cái bảo vệ cam ra này.
Cái này thì chúng ta sẽ lại bật nhẹ cái lẫy ở phía dưới bụng nó lên. Đó, và các bạn sẽ lấy từ từ ra. Rồi. Đó, cụm camera kép như mình cũng đã giới thiệu trong video trước đây. Các bạn thấy là nhìn cái kiểu của cái thiết kế cái camera cụm kép này thì nó giống với Mavic 3, giống với Mavic 3 Classic hơn là con E3 trước đây. Hai thấu kính, em thấy là cái ống kính chính của nó thì nó sẽ có cái tiêu cự ghi ở đây luôn này. Đó là 24 mm và một cái ống kính phụ là 70 mm. 70 mm là ống kính trung cảnh. Đó, trung cảnh. Còn ống kính 24 mm là ống kính sẽ là toàn cảnh hơn, nó góc nó rộng hơn. Đó. Và theo hãng giới thiệu thì cái ống kính chính sẽ có cảm biến là 1 inch. 1 inch là nâng cấp cực kỳ là ngon so với cái E3 trước đây là chỉ có 1 phần 1.3 inch thôi. Cảm biến lớn hơn rất là nhiều. Nó giúp cho các bạn có thể là quay được những điều kiện, quay được cái môi trường mà thiếu sáng nó tốt hơn, nó phân tích ánh sáng tốt hơn. Và ống kính phụ 70 mm thì chúng ta sẽ quay được góc góc trung cảnh và cũng như là nó sẽ có khả năng zoom. Đó, thì đó là những cái thông số kỹ thuật thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn sau. Đang quan sát ở đầu của cái máy này chúng ta sẽ có là hai mắt cảm biến vật cản. Và cùng với đó là cái phần giữa đây chính là cái công nghệ cảm biến LiDAR, một cái công nghệ mới mà hãng giới thiệu thì giúp cho nó là nhận diện được cái vật cản ở những cái môi trường phức tạp hơn để cho nó nhận diện nó rõ hơn nữa. Tương tự đằng sau thì nó cũng sẽ có hai cái mắt cảm biến vật cản ở phía sau. Và hai con mắt cảm biến này cùng với hai mắt cảm biến trước thì các bạn thấy là nó sẽ ăn ra hai bên hông một chút. Đó là tức là nó vẫn có thể phát hiện được những vật cản ở phía bên hông, hai bên hông của máy bay, trước sau và hai bên hông nó đều có thể là nhìn thấy và nó nhận diện được. Và tương tự phía dưới bụng của nó thì cũng có cảm biến. Đó, cảm biến luôn anh em ha. Và cái cảm biến độ cao cũng như là đèn LED. Viên pin của con EBS này thì nó nằm ở vị trí này thì chúng ta sẽ bóp hai cái phần này để các bạn có thể là rút ra lấy ra viên pin. Bóp vào hai đây các bạn lấy ra viên pin. Các bạn cùng quan sát viên pin này thì viên pin này là một cái viên pin li-ion và nó có cái dung lượng ở đây đó là 4.276 mAh. 4.276 mAh. 62,5W, 17,2V. Có những cái thông số và điện áp sạc 4.276 mAh theo thời gian bay của hãng giới thiệu là công bố là tầm khoảng 40 phút. Là cái khoang chứa pin, còn có tiếp xúc pin và khoang ở bên trong. Các bạn thấy là thiết kế của con Flycam này thì sẽ có những cái khe để nó tản nhiệt. Các bạn thấy là có những cái vị trí khe tản nhiệt. Ở đây chúng ta sẽ có đèn LED, đèn phía dưới bụng, cảm biến, các loại cảm biến như thế này. Thiết kế rất là tinh xảo và gọn gàng và cũng như là nhìn rất là chi tiết. Trong phiên bản đời thì chúng ta sẽ có phụ kiện tiếp theo ở đây, đó là tay điều khiển và những cái dự phòng. Tay điều khiển DJI RC N3 phiên bản là thế hệ thứ 3 của tay điều khiển. Với tay điều khiển thì các bạn thấy là sẽ có cái tên của cái tay này ở đằng mặt sau, RC N3 này. Đó, tay RC N2 thì sẽ có chữ là RC N2. Còn tay N1 thì sẽ có là RC231 ha. Đó. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có thêm ở đây đó là một cái sợi dây cổng là hai đầu C này. Và chúng ta sẽ có dây để kết nối với điện thoại. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có là một cổng là Lightning này. Các bạn sẽ có cánh ha. Cánh. Chúng ta sẽ lắp cánh vào máy bay thì nó sẽ có là 4 bộ lắp cánh và có thêm 2 bộ để dự phòng. Đó là những cái thành phần và cái tay để mà kết nối với điện thoại. Cổng Type-C thì ở đây nó sẽ gắn sẵn cho anh em rồi. Những chiếc điện thoại Android và sử dụng cổng Type-C này thì là cái dây này. Còn iPhone thì chúng ta cổng Lightning thì các bạn sẽ sử dụng cái cổng dây này. Ok, thì đó là toàn bộ những thành phần mà mình vừa mới unbox phiên bản đơn DJI Air 3S ra cho chúng ta cùng theo dõi ha. Chúng ta sẽ có là máy bay này, có tay điều khiển này, nó có dây cáp và cánh. Đó, đây là cái nắp để bảo vệ camera này.
Với cánh flycam thì chúng ta sẽ có là cánh thuận và cánh nghịch. Các bạn lắp cánh thì chúng ta sẽ lựa chọn đúng cánh để lắp vào con máy này. Ở đây thì mình sẽ lắp cánh, thì chúng ta để ý là với con flycam này thì ở cái trục của nó sẽ có ký hiệu là loại cánh khác nhau ha. Các bạn thấy là hai cái trục này của con EBS thì cái motor của nó này, cái chỗ phần này nó màu đen, còn hai trục còn lại thì nó sẽ có là cái chi tiết là cái vòng màu trắng như thế này để nó phân biệt cánh thuận cánh nghịch. Thì khi mà các bạn tìm cánh lắp vô thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn cánh cho phù hợp. Ví dụ bây giờ mình sẽ tháo ra một cái cánh này, thì các bạn thấy là cái cánh này nó sẽ có cái vòng màu trắng ở chỗ này, vòng màu trắng ở chỗ này, thì các bạn sẽ lắp vào cái trục trắng, nó có vòng màu trắng. Cánh lắp dạng này thì các bạn chỉ cần nhấn xuống và các bạn xoay qua thôi, dạng xoay khớp đó, chứ chúng ta không cần phải tháo lắp ốc vít gì cả, nó rất là nhanh gọn. Và ưu điểm của cách lắp này mình thấy là thứ nhất là nhanh gọn, thứ hai là nó rất là chắc chắn, và tháo lắp bằng ốc thì nó sẽ bị vặn nhiều, nó bị lờn ốc, nhiều bạn sẽ phải mua ốc hay mua cánh thay liên tục. Còn với cái này thì chúng ta làm rất là nhanh gọn và đảm bảo luôn, sử dụng lâu dài. Tiếp theo là cái cánh này, thì cánh này nó sẽ có cái, nó không có cái vòng màu trắng chỗ này, thì các bạn lắp vào cái trục này nhé. Đó, lắp vào cái trục này, các bạn nhấn xuống và xoay qua một chút là xong. Tiếp tục mình sẽ lắp cái cánh này vào cái trục này. Đó. Và lắp cánh này vào trục này. Pin của con EBS này thì mình thấy là nó sẽ còn một ít ở bên trong. Nó có nhiều dòng thì nó sẽ không có pin, các bạn sẽ phải sạc để kích hoạt pin lên, thì cái này thì nó có một chút này. Đó, thì mình sẽ khởi động lên. Các bạn bật như sau, chúng ta nhấn thả ra một chút và các bạn nhấn giữ thêm một chút. Đó. Các bạn quan sát là cái gimbal nó sẽ xoay xoay để nó kiểm tra khởi động. Đây là tay điều khiển. Tay điều khiển thì các bạn cũng sẽ khởi động lên bằng cái nút nguồn chỗ này. Các bạn nhấn thả, nhấn giữ một chút. Đó. Thì đây là mình mới chỉ là bật lên thử thôi. Còn chúng ta sẽ có cái bước đó là tải app này, rồi là kích hoạt máy và cập nhật phần mềm các thứ ở trên app xong xuôi rồi các bạn mới có thể bay được bình thường. Ở trong video kế tiếp thì chúng ta sẽ cùng nhau đó là kết nối, là active cũng như là sử dụng app của cái con flycam DJI EBS này, và cũng như là chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn và kỹ hơn những cái thông số, những cái khả năng và những cái sự khác biệt của con EBS này so với phiên bản E3 anh em nhé. Mắt là mình thấy là cái cụm camera là có cảm biến hình ảnh lớn hơn này, và cũng như là trang bị thêm cảm biến LiDAR, là chúng ta thấy ngay là hai điểm khác biệt ở đó. Ngoài ra thì sẽ có những cái về pin, về sóng, về những cái tính năng thu minh khác nữa. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở video kế tiếp anh em nhé.